trong tâm gương tôi là cô bé xinh. Khi tôi dòng chơi trên phố đang tôi tự tin đáng yêu. Khi tôi mang theo tiếng hát vui không thể ai sánh bằng. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Khi có ai đó không thích tôi vẫn nhìn tôi đây thôi. Khi có ai đó lên tiếng chê tôi cần chỉ lắng nghe. Khi có ai đó không thích tôi tôi nào đâu nghĩ gì. Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin về chính mình. Come on guys. Giá mà vừa được ngủ vừa học bài được thì tốt nhỉ. Không thể thế này được. Các cậu có biết bí quyết của tớ là gì không? Là dành cho mình mỗi sáng 45 phút. Không chỉ có các bạn nam mà tất cả các học sinh ở trong trường đều phải tham gia các em ạ. Chắc chắn là điểm giáo dục quốc phòng của tớ sẽ cao hơn cậu. Cậu chuẩn bị múa bài tính trời đi sắp mà bỏ. Chi tiết thời khóa biểu Mai Lâm sẽ phổ biến cụ thể cho các em. Mai Lâm cũng sẽ phụ trách giám sát việc thực hiện nội quy tập luyện. Tôi mong sẽ không có em nào vi phạm nội quy. Vâng thưa thầy. Là cậu bỏ ngay cái mũ xuống và gỡ hết nơ ra đi. Hồng Mỹ, bỏ cái tay thỏ trên mũ xuống, tháo thắt lưng ra, không nói nhiều. Tuấn Anh, cậu đội mũ lên, cái khuy áo vào. Cả Long nữa. Cả lớp tự giác đi nhá. Thưa thầy xong rồi. Tốt. Tất cả các em đứng lên, chuẩn bị thực hành. Mà cái thứ kinh khủng này nữa chứ. Trời ơi, mới ngày đầu tiên đã như thế này rồi. Mai Lâm ơi, chắc tớ không chịu nổi cả tuần đâu. Thôi các cậu đừng có nói ăn nói linh tinh nữa. Cố gắng lên. Mà các cậu biết đây là phương pháp hiệu quả nhất để đẩy lùi cái bệnh lười của hai cậu hay không? Đảm bảo sau một tuần các cậu sẽ khỏe re. Nhìn Lily kia kìa, cậu chạy được mấy vòng rồi đấy. Tớ không sao. Sao các cậu không chạy đi ra đây làm gì? Ai thích cái chương trình hành xác này thì tớ xin nhường. Tớ thả nhà nằm ngủ còn thích hơn. Thế mà suốt ngày dài giọng khuyên mọi người. Mỗi ngày tớ dậy sớm 45 phút để luyện tập. Mọi người hãy noi gương tớ nhá. Này nhá, đi học bình thường khác. Đây là tra tấn mà. Thôi thôi, các cậu suốt ngày cãi nhau. Thôi nào, các cậu chỉ giỏi cãi nhau thôi. Đừng để cho thầy phạt đấy. Thầy mà làm như thế thật thì nguy đấy. Các cậu nhìn kia kìa. Thôi, mọi người tập tiếp đi. Nhanh lên. Các em nghe thầy giảng, có hiểu gì không? Mệt thế. Cứ cái đàn này, sau một tuần chắc bọn mình phải hát bài là ra chung cả lũ mất thôi. À. Chết rồi, chắc là Mai Lâm mách chuyện bọn mình lười tập với thầy đấy. Này, cậu làm gì đấy? Thì đi hóng chứ làm gì? À, như vậy thì em hiểu rồi. Có phải mỗi lớp sẽ cử ra một bạn xuất sắc nhất để tham dự hội thao được truyền hình trực tiếp đúng không thầy? Đúng vậy. Nhưng em được thông báo hội thì mục đích chính của tuần giáo dục quốc phòng là giúp các em rèn luyện và hiểu được phần nào về kiến thức quốc phòng cơ bản nhất, chứ không phải vì một phần thưởng nào đó. Cái gì mà xuất sắc nhất rồi tham gia truyền hình trực tiếp nhỉ? Úi cả tai chẳng nghe gì cả. Nếu tớ nghe không nhầm thì là ai xuất sắc nhất sẽ được tham gia show truyền hình gì mà trực tiếp ý. Hả? Hả?
Thầy có nghĩa được lên tivi à? Xin chào các bạn. Các bạn có nhận ra mình là ai không? Mình là diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hồng Mỹ Nhân. Hồng Mỹ, thôi đi kinh quá đi mất. Đây là, tớ đang nằm mơ không? Hay cậu thử tát vào mặt tớ một cái đi. Các em hãy cho thầy biết chất độc mà Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là gì? Em mời Lan Nhi. Dạ thưa thầy, là chất độc màu da cam hay còn gọi là dioxin ạ. Tốt lắm, mời em ngồi xuống. Cô hỏi tiếp nhé. Giải phóng thủ đô vào năm nào? Em mời Hồng Mỹ. Em thưa thầy, mùng 10 tháng 10 năm 1954 ạ. Tốt lắm, mời em ngồi xuống. Tiếp tục nào. Các em hãy cho thầy biết. Quái lạ, mọi người thấy không nhá? Một bà cụ đứng suốt ngày chỉ biết may vá, còn một cô công chúa điệu đà, thế mà hôm nay thi nhau chạy hùng hục. Này, mà có khi nào Hồng Mỹ dùng doping không nhở? Doping ở đâu ra mà dùng? Tớ nghĩ phải có lý do gì đấy, chứ làm sao đột nhiên Hồng Mỹ hăng hái như thế kia được? Công nhận đấy, nhưng mà không thể hiểu nổi bình thường hai người đấy. Mà chắc chắn phải có lý do mà. Không hiểu được. Khó hiểu lắm. Sao biết được? Cậu làm gì ở đây đấy? Cậu giỏi lắm. La La và Hồng Mỹ mà biết được âm mưu của cậu thì cậu chết chắc. Biết được cái gì? Tớ biết hết rồi đấy. Mà sao cái gì cậu cũng biết thế? Đúng là ma chó. Cái gì tớ chẳng biết. Chỉ khổ hai con cừu non kia thôi. Mà nhân tiện, sao cậu không cho cả lớp biết luôn kế hoạch của cậu đi? Cho cả lớp biết á? Hãy ban cho nhiều tình.